Chào bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái skin của Cân Đỗ Văn. Các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ này và đổi thôi. Rất là đơn giản. Cân Đỗ Văn, mày 7 màu. Bạn nào chưa có cái Cân Đỗ Văn vĩnh viễn thì coi làm nhiệm vụ đi nha. Cân Đỗ Văn này rất là xịn luôn ấy. Nhưng mà không sở hữu được là tiếc lắm. À, còn tận 48 ngày mà. Cũng không lo mấy. Cứ từ từ thôi. Thì trận này quá trời ST rồi. Ba con ST luôn. Ảo thật đấy. Trong khi tôi đang chỉ sử dụng một cái Cân Đỗ Văn free mà thôi. Hơi khó. Cái động ghê vậy. Đã sử dụng một SO để lấy lợi thế rồi. Tao sẽ chạy cẩn thận hơn một tí. Chết chính không. Quá đẹp luôn. Hay vãi. Cơ hội cân 3 ST đang được mở ra. Cái này chô nè. Ôi trời ơi, nó tới rồi. Quá hay thật chứ. Nó tông ác thật. Chù chù. Bắn tên này tông dữ quá. Sero đất SEO. Mấy nhân vật bự quá. Tôi làm được rồi. Tôi đã cân được 3 con ST rồi. Hay vậy. Nếu này chạy sẽ xịn dữ ta. Bằng phát đấy Starlight không à. Chơi con chưa bắt dưới này thấy cái con đấu bọn nó nhỏ vậy. Con đấu bọn bê không nổi luôn. Ôi chúng nó vẫn còn sau lưng nha. Tao có hai thèn. Nãy có tên tóc là để sử dụng được cái trô nha. Nó sẽ đốt đốt. Cần nấu ăn nó qua cái chỗ đó nó cứ khó khó kiểu gì á. Nó kiểu nó liễu á. Ồ có. Không sao, không được rồi. Cần nấu ăn này nó hơi khó chạy một xíu. Nói chung trong dòng free là gọi là gần như mạnh nhất ấy. Nhưng mà nó chạy hơi khó. Có đứa chơi T3 tục 1-0 rồi.
Để bà không lực chưa. Ồ. Đó mấy đứa này tấu hề sâu quá luôn á. Ồ nhưng mà vẫn còn phía sau nha. Cần thế. Trời ơi, còn đuổi luôn á, nó không tha cho mình luôn. Bình tĩnh đi, cái đuổi như vậy là căng lắm đấy. Cái này nó kéo được nè, có khi nó lên. Ô, yeah. Ai nói đúng rồi. Lẩu xanh tự nhiên đụng cái tường cái luôn. Bữa vậy. Đất sẽ đấu đất nè. Rồi bước tiếp đất đấy. Em đi cho xe đất. Ồ, có bằng thấp phía sau. Họ tắt nè, em đi cho. Hay vãi. Cầm con nó bằng mua mắp. Đảo hoa đào con này cũng hơi căng đấy. Xe nó khó chạy chúng nó khó. Cẩn thận thôi. Còn mấy cái đoạn khó không? Xeo đốc nè. Xeo đốc kéo đi chô nè. Hay vãi. Cầm thằng đốc bằng này không tự tin lắm nhưng mà vẫn qua mượt. Dữ vô tường luôn. Quái chú tè xô. Xô đắp nè. Em cho xô đắp thấp. Này sẽ chia hướng nè. Đập sẽ đâu đập. Do mình cảm giác hay sao mà mình chạy cái con chưa bất giới này mà đồ này cảm giác mấy cái đoạn về con nó vẫn rất hướng nhanh vậy. Kiểu như nặng quá. Mặt hai các bạn sẽ bắn ISO đoạn đó. Má này có nhiều đoạn bắn ISO lắm. Có thể bắn đầu này cũng được. Hay là về cuối bắn cũng được. Mà chạy top 1 thì bắn như mình nó sẽ hiệu quả hơn. Còn ở top dưới á, hoàng có thể bắn những cái chỗ khác. Để cái ISO lại hoàng dí từ từ từ. Từ cái Gambusa này ở phía dưới là nó được hỗ trợ một tí tốc độ mà.
Ở dưới chúng ta dí từ từ lên là ECU ao nhảy sau. Ok, clip của mình đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.